showbiz và bóng đêm luôn che giấu muôn vàn bí mật khủng khiếp bên trong. Đáng tiếc là những bí mật đó, bằng cách này hay cách khác, sẽ luôn tìm đường len lỏi ra ngoài và phơi bày tất cả trước ánh sáng. Trên này lạnh quá. Có chuyện gì á thì mẹ cứ nói đi. Sao tự dưng mẹ sợ vậy? Mắc gì phải sợ, còn khùng nè. Lạnh quá. Có chuyện gì á thì đi xuống dưới nói nha. Mày đứng lại. Mày làm gì vậy sáng? Giết mày. Mày đang đùa đúng không? Đang chơi game show chứ gì? Camera dấu kính ở đâu vậy hả? Con điên này, mày làm gì vậy? Sao tất cả những gì mày đã gây ra cho tao, cho cả cái hội tứ đại mỹ nhân, chắc mày thấy hả dạ lắm phải không? Linh Sang, mày không một chút hối hận về những gì mày đã làm sao Quyên? Sang à, mọi chuyện không phải vậy đâu mày nghe. Người mà mày thuê lái xe tông chết tao là ai? Mày trả bao nhiêu? Tao biết hết rồi. Mày tưởng những việc mày làm chỉ có trời biết, đất biết thôi hả? Mày thấy lạ lắm đúng không? Mày có muốn biết tại sao tao vẫn còn sống không? Đơn giản lắm. Đó là những gì mày mua được bằng tiền thì tao cũng sẽ mua được bằng nhiều tiền hơn. Đúng là tao làm đó. Là tao đã thuê người gây ra tất cả các vụ tai nạn cho tụi mày. Nhưng mà tại sao vậy? Tại sao tụi bay đều thoát chết hết lần này đến lần khác? Tại sao vậy chứ? Tại sao lại như vậy chứ? Tụi mày có biết không? Để có được ngày hôm nay, tao đã phải đánh đổi hết tất cả mọi thứ. Tao đã phải hy sinh hết tuổi thanh xuân, tuổi trẻ của tao để sống với một thằng già 70 tuổi. Phải chịu biết bao nhiêu là tuổi nhục mới có được ngày hôm nay. Còn tụi bay thì sao? Cuộc sống trải đầy hoa hồng, muốn gì được đó. Để có được danh tiếng như ngày hôm nay, tụi mày có phải vất vả một chút nào đâu. Trong khi tất cả những thứ tao có được đều tự tay tao chạy trật lắm mới giành lấy được, mày có biết không? Mày mắc cười quá. Không phải tất cả những gì mày làm đều do tự mày quyết định hay sao? Chính mày đã chọn con đường đen tối để đi lên, để đạt được những tham vọng của mày. Chính mày đã chọn con đường chấm đạp lên những người bạn thân nhất của mày. Bạn thân? Mày vừa nói cái gì? Bạn thân hả? Trong showbiz này thì làm gì có bạn, huống chi là thân. Thì ra suốt 12 năm qua chỉ có tụi tao con mày là bạn. Mà cũng đúng, với một đứa đầy dã tâm và nham hiểm như mày thì làm gì có bạn. Bắn đi. Mày dám không? Mày giết tao thì mày được gì? Bắn đi, bóp cò đi. Tao mà chết, tụi bay cũng không được
yên lắm. Vậy á hả? Vậy để tao thử nha. Trên đỉnh cao của thành phố này, bóng đêm không hề đồng lõa với tội ác. Cứ thế, khi ta đã cố gắng chôn vùi bí mật này, thì ngay lập tức, một bí mật khác lại lộ ra, kinh khủng hơn gấp nhiều lần.